Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tủ để giày dép của IKEA. Tủ này có 3 ngăn, đựng được khoảng cỡ 12 đôi giày dép. Nó có chiều cao 130cm, là khoảng 1m3, chiều rộng 61cm. Cái này có màu cánh gián. Bây giờ mình sẽ mở ra và gắn nó cho các bạn coi nhé.